Chặng thứ bảy, suy niệm. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung ra Chúa ngã xuống đất lần nữa trước mắt con. Khi ngã xuống đất lần nữa, Chúa cho con thấy Chúa là một con người, một phàm nhân thật sự. Và con thấy Chúa đứng dậy kiên quyết hơn trước. Chúa không đứng dậy với niềm tự hào. Không có niềm tự hào trong ánh mắt của Chúa, mà chỉ có tình yêu. Khi tiếp tục cuộc hành trình, đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống, Chúa công bố sự phục sinh của Chúa. Chúa cho thấy rằng Chúa đã sẵn sàng một lần nữa và luôn luôn để chịu đựng trên đôi vai chảy máu của Chúa gánh nặng tội lỗi của con người. Khi ngã xuống đất một lần nữa, Chúa đã gửi cho chúng con một thông điệp rõ ràng về lòng khiêm nhường. Chúa ngã xuống đất, và trên đất nhân loại ấy, chúng con đã ra đời. Chúng con là tro bụi, chúng con là bùn đất, chúng con chẳng là gì khi so với Chúa. Nhưng Chúa muốn trở nên người phàm như chúng con. Và giờ đây, Chúa cho chúng con thấy Chúa gần gũi với chúng con, với những vấn nạn của chúng con, với những yếu đuối của chúng con, và với những giọt mồ hôi trên trán chúng con. Giờ đây, trong ngày thứ sáu này, như vẫn thường ngày, sẽ đến cho chúng con. Chúa đang bị đè nặng bởi những nỗi buồn, nhưng Chúa có sức mạnh để đi tiếp. Chúa không sợ những khó khăn đang ở phía trước, và Chúa biết rằng ở cuối hành trình đau khổ này là nước trời. Chúa đứng dậy chính là để đến được nơi ấy, để mở ra trước mắt chúng con những cánh cửa trong vương quốc của Chúa. Chúa thật là một vị vua kỳ lạ, một vị vua nằm sống xoài giữa bụi đất. Đột nhiên, con cảm thấy hoang mang. Chúng con không xứng đáng để so sánh những nỗ lực và những vấp ngã của chúng con với Chúa. Những vấp ngã của Chúa là một hy sinh cao cả mà mắt con và toàn bộ lịch sử đã từng được chứng kiến. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể sẵn sàng đứng dậy sau khi vấp ngã, và xin cho chúng con có thể học được từ những thất bại. Xin nhắc nhở chúng con rằng khi đến lượt chúng con mắc sai lầm và sa ngã, nếu chúng con chạy đến cùng Chúa và giữ chặt tay Chúa, chúng con có thể học cách đứng dậy lần nữa. Xin cho những người trẻ tuổi chúng con có thể mang đến cho tất cả mọi người thông điệp của Chúa về lòng khiêm nhường, và cho các thế hệ tương lai có thể mở mắt họ ra
với Chúa và để hiểu biết tình yêu của Chúa. Xin dạy chúng con biết giúp đỡ những người đau khổ và vấp ngã bên cạnh chúng con, để lau mồ hôi và giơ tay lên nhấc họ đứng lên.